Xin chào tất cả các bác nhá. Nay cửa hàng em lại lên video giới thiệu cho bác một cây máy siêu phẩm đến từ thương hiệu Genwatt Komatsu, hàng tay dài công suất lớn các bác nhá, 36cc lòng 40 ly. Rồi trước khi em giới thiệu chi tiết hơn, bác nào xem được video nhớ cho em like, đăng ký kênh, bật chuông thông báo nhá. Số điện thoại mua hàng của em là 0862 567 746, số em có liên kết sử dụng là Zalo. Bên em thì có bán ship hàng toàn quốc đến nơi bác được kiểm tra hàng này, mình đi test hàng thoải mái nhá, bảo hành cho bác là 9 tháng. Đó, sản phẩm khi bác mua cưa thì em sẽ tặng các bác một cái rũa này, tip tô vít đó, đầu vặn. Đó, để hôm nay thì cửa hàng em về rất là nhiều cưa luôn. Đó, tranh thủ dọn cưa lên là clip hơi muộn các bác nhá. Đó, không lên được clip nhiều giới thiệu cho bác như mọi ngày. Thì em sẽ bù cho bác một con máy tay dài công suất lớn của Komatsu. Đó, giới thiệu chi tiết hơn này, con này là GZ360EZ. Đó, đời cao của Komatsu bác nhá. Komatsu một thương hiệu quá nổi tiếng rồi. Máy xúc này, máy cắt cỏ này, đó máy tỉa hàng rào, đó cưa thì quá nổi tiếng của số 1 hàng Nhật các bác nhá. Đó, Genwatt Made in Japan. Đó, em này được trang bị công suất là 36cc, lòng 40 ly. Máy móc thì cực kỳ liền lạc luôn. Đó, hệ tay dài này chuyên bác nào mình leo trèo tỉa cành, các bác làm những công việc trên cao nhá. Đó như là chia phân đoạn thoải mái luôn, hoặc bác đi cắt gỗ banh khoảng là tầm 40 nhá, 45 thoải mái luôn. Đặc biệt là dòng Genwatt này sẽ được trang bị là trục giật trợ lực lớn các bác nhá. Bác nhìn nhìn thiết kế của nó này như một con cá mập luôn. Đó, phồng phì lên này, trục giật trợ lực lớn. Đó, lam nhá, lam là lam Genwatt Komatsu, lam bản dài mặt cắt là 35. Đó, lam 40, xích là chạy xích chân 25. Đó, ốp này sẽ tặng kèm theo máy các bác nhá. Đó, zin theo máy này, làm Genwatt trắng tươi luôn. Đó, dòng này các bác xài tại đỉnh rất là ngon luôn. Đó, giới thiệu chi tiết hơn một chút về máy nhá. Máy móc thì liền là bô tua cực kỳ là cao luôn, nghe tiếng con này như bánh đa nhá. Đó, hàm rồng còn đủ nguyên lắp coi nhá. Lắp phía trên này là lắp nhớt, đó, phía dưới này đổ như xăng pha nhớt này, phía này là đổ nhớt nuôi lam. Máy móc thì cực kỳ là liền lạc luôn, thắng thiết hoạt động bình thường. Đó, full chức năng cho bác nhá. Đó, chức năng là như ví dụ là thắng xích này, trục giật trợ lực lớn này, bơm thang phụ này. Đó, trọng lượng của máy thì cực kỳ nhẹ nhàng thôi, nó rơi vào 4,3 kg. Đó, ai cũng có thể sử dụng được máy cưa bác nhá, xài gia đình hoặc đi cắt tầm trung, quế, keo, mít, miếc, bạch đàn thoải mái luôn các bác nhá. Nên cầm một bác mua về một con nhẹ như này thì cầm đi cầm lại rất là nhẹ nhàng luôn, nó chỉ rơi vào 4,3 kg. Đó, chân tay hãy bẩn một chút các bác nhá. Đó, phía trên này thì đấy, để cho bác xem phía trong của nó nhá. Phía trong thì bao các bác là đẹp luôn. Đó, đẹp như trong tranh luôn. Máy móc con này đẹp cho bác là trên 93% các bác nhá. Máy móc thì là nguyên zin nguyên bản 100%. Đó, máy về như nào thì em sẽ bán như thế luôn. Đó, cực kỳ là VIP. Đó, lọc gió thì lọc gió còn nguyên này, lọc gió trắng tươi, được trang bị là chế One Pro, cực kỳ là lợi xăng. Đó, hệ tay cụt chạy bao lợi xăng cho bác nhá. Nhập tay dài này thì thích hợp bác là mình có tuổi nhá, mình khó tính, hoặc bác mà phái nữ mà chưa xài cưa bao giờ thì bác cứ nên tham khảo. Máy móc thì full chức năng cho bác nhá. Đó, em để cây này để cho bác giá là 2.400.000, bao ship toàn quốc. Máy móc đẹp như trong tranh luôn các bác nhá. Đó, test nổ cho bác này. Giật dòng này thì rất là nhẹ nhàng thôi. Giật dòng này thì bao các bác nhẹ nhàng nhé. Đó, cái này để cho bác giá là 2.400.000, bao ship toàn quốc. Các bác nghe tiếng nhá, như vũ bão luôn, nghe như một con Winner X luôn nha các bác nhá. Đó, máy móc thì nhẹ nhàng, đẹp, nguyên zin nguyên bản. Rồi, cái này bác giá là 2.400.000 này, lưỡi dao này, xích này, lam này, rất là đẹp luôn, nam zin theo máy nhá. Rồi, chỗ này thì em sẽ tặng đầy đủ hết cho bác nhá. Đó, rồi bác nào xem được video cho em xin like, đăng ký kênh và chuông thông báo. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác những video clip tiếp theo.